Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng ô tô thì nó luôn phải đi đôi với bảo hành và bảo dưỡng của chiếc xe. Trong tất cả các hạng mục bảo hành, bảo dưỡng của chiếc xe thì có một cái việc rất là quan trọng, nhưng mà cái việc này tôi nghĩ là rất ít người để ý đến. Đó là cái việc cân bằng động, chỉnh độ trụm cho xe. Cân bằng động và chỉnh độ trụm cho xe giúp cho chiếc xe của bạn đi nó tốt hơn. Và nhất là những cái người mà đi luôn sử dụng cái xe của mình ở cái tốc độ cao thì mới cảm nhận được là cái việc cân bằng động, chỉnh độ trụ xong thì nó tốt như thế nào. Vì nếu như mình đi với tốc độ cao thì là tay lái nó sẽ lắc hơn, và cái độ láng hay là tức là nhao lái, nhiều người gọi là nhao lái đấy, xe của bạn là đi sau một thời gian là nó có thể bị lệch sang nhao sang bên trái hoặc nhao sang bên phải tùy từng chiếc xe. Nếu như chúng ta không cân bằng động, không chỉnh độ trụ thường xuyên thì nó rất là hại cho chiếc xe, và khi đi là tay lái của chúng ta rất là mỏi tay vì nó sẽ bị nhao sang một bên, mình bỏ tay ra là nó sẽ nhao. Còn nếu như nó ở cái vị trí bình thường thì là nó sẽ không bị nhao sang bên nào cả, thì cái việc lái xe là tay nó rất là nhàn. Nhưng mà rất ít người biết đến cái vấn đề này, vì là trong quá trình mình sử dụng chiếc xe nó theo thời gian nó lệch từng ngày mình không phát hiện ra được. Chỉ khi một người khác nhảy lên cái xe của mình đi, người ta mới phát hiện ra được. Và chúng tôi, kênh ô tô 360 của chúng tôi là chuyên mua bán xe cũ. Chúng tôi đi mua chiếc xe về của dân về là chúng tôi phải kiểm tra từng hạng mục một xem nào cần sửa chữa, cần bảo dưỡng những cái gì. Có rất nhiều cửa hàng, rất nhiều salon người ta chỉ cần chú trọng đến cái vấn đề hình thức, là làm sao cho đẹp bên ngoài, bóng bẩy bên ngoài, make up làm sao cho thật đẹp, cho bắt mắt, để cho khách hàng đến xem là kết ngay cái chiếc xe đấy là mua. Nhiều khách hàng không để ý đến cái vấn đề là người ta có bảo dưỡng không, có chỉnh độ trụm không, có bảo dưỡng máy móc, tất cả phanh phiếc là có kiểm tra, có bảo dưỡng hay không. Chúng tôi thì là chúng tôi sẽ kiểm tra toàn thể, tổng thể của chiếc xe. Mục đích của chúng tôi là giúp cho khách hàng của chúng tôi mua chiếc xe về là chỉ việc đổ xăng vào và đi, không phải làm một cái việc gì cả. Hôm nay tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem là chúng tôi sẽ kiểm tra cân bằng động hay chỉnh độ trụm như thế nào, thì là quý vị và các bạn cùng xem trên màn hình của chúng tôi đây ạ. Tôi sẽ quay lại một vài cái xe mà chúng tôi mua về, chúng tôi sẽ đem ra những cái trung tâm cân bằng động, chỉnh độ trụm, tức là trung tâm làm lốp đấy, là sẽ cân bằng động, chỉnh độ trụm cho chiếc xe này. Đây quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là một chiếc xe Santa Fe và một chiếc xe Ranger. Chúng tôi sẽ đem ra đây là cân bằng động, chỉnh độ trụm cho các kỹ thuật viên về lốp, để sẽ người ta sẽ cân bằng, người ta sẽ chạy thử để làm sao mà đạt tiêu chuẩn để cho quý vị và các bạn đi an toàn nhất và đi tốt nhất. Rất nhiều quý vị là muốn mua xe của dân cho nó rẻ. Nói thật với quý vị và các bạn, chúng tôi buôn bán xe giữ uy tín, cho nên là mỗi cái xe chúng tôi có thể là lãi tầm 10 đến 15 triệu một cái xe. Trong khi đó chúng tôi phải bỏ ra chi phí từ những cái bảo dưỡng này, từ những cái chăm sóc xe này, để cho cái xe đến tay quý vị và các bạn nó tốt nhất. Thế tại sao quý vị và các bạn không tin tưởng vào những cái cửa hàng của chúng tôi, hoặc không mua bán xe để chúng tôi uy tín, làm sao cái xe nó phải tốt nhất, đẹp nhất cho quý vị và các bạn? Vậy nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua xe cũ, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Mục tiêu của chúng tôi là làm hài lòng cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đến với chúng tôi, quý vị và các bạn lấy xe của chúng tôi về thì đảm bảo với quý vị và các bạn về chỉ việc đổ xăng và đi thôi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo của ô tô 360. Mm-hmm.